Lần thứ ba bắt ma trong ngôi nhà 3 giờ sáng. Một người đàn ông đã phải sống trong ngôi nhà ma ám. Anh ta cáo buộc rằng một linh hồn ma, cô gái trẻ đang theo anh ta và ám ảnh trong ngôi nhà của anh ta. Bắt được rất nhiều thứ đáng sợ trong ngôi nhà của mình. Anh ta không biết phải làm gì, liệu rằng mình có nên mời đến một ông thầy cao tay để trừ ma hay không? Và liệu rằng có ông thầy cao tay có thể bắt được linh hồn ma trong ngôi nhà của anh ta hay không? Vì anh ta cho biết rằng nó thực sự rất mạnh mẽ, đã từng lém sách trong ngôi nhà. Vào một đêm tối đẹp trời định mệnh, khi đó là 3 giờ sáng, anh ta đang ngủ thì một cảm giác trằn trọc băn khoăn rồi bắt đầu nghe thấy tiếng động trong phòng bếp. Anh ta buộc phải thức dậy và đó là khi mọi thứ trở lên ớn lạnh đến tận xương tủy. Se han estado escuchando murmullos en toda la casa y de alguna forma no sé si estoy tratando de decirme algo de una forma más directa. Se escucha más aquí en la sala y en la recámara. He tratado de dejar harina también en la sala, en las sillas, en todos lados, porque ha habido más movimiento. Pero las campanas ya... ¡Ay, cabrón! Esto también es lo que quería decir, o sea, Googie ha estado cambiando de posición en toda la recámara y... Pues no sé a qué se deba. Solo ocurre en la recámara. Esto también ha estado sucediendo. Incluso dejé un poco de harina en lo que es el asiento y... Pero no lo puedo distinguir mucho. Voy a tratar de leer esta misma hoja con más calma en otro momento. Y bueno, los murmullos. Chica. Me cerraron la ventana. Pero aquí se escuchan los murmullos. A ver. Có rất nhiều thứ đã xảy ra. Cánh cửa đóng sầm và anh ta mở ra thì một con gấu bông đang ngồi trên ghế đã di chuyển một cách bí ẩn khắp trong phòng. Nó ngồi bệt xuống đó, rồi khi quay ra thì chiếc ghế di chuyển, rồi quyển sách tự mở ra và nghe thấy tiếng gõ không giải thích được. Nhưng có một sự kiện thực sự kinh hoàng mà anh ta không nhận thấy. Khi anh ta nghe thấy tiếng đóng cửa sổ và quay ra cửa sổ, thì bạn có thể nhìn thấy hình bóng của một cô gái đáng sợ hiện ra trong sự phản chiếu của gương trong căn phòng. Mà chỉ một giây sau đó, anh ta đảo qua ngay phía trước gương, hoàn toàn không có gì ở đó. Dường như bóng ma đã biến mất. Vậy đây có phải hồn ma của người phụ nữ trẻ đang ám ảnh trong ngôi nhà đó không? Cô gái dọn dẹp đêm một mình gặp ma 3 giờ sáng. Một cô gái đã làm việc dọn dẹp qua đêm trong một ngôi nhà trống cũ không có ai. Sau nhiều đêm, cô ấy đã cáo buộc rằng cô thường xuyên trải nghiệm những điều kinh hoàng, những cuộc gặp gỡ huyền bí. Vào một buổi tối đen trời định mệnh, khi cô ấy không thể chịu đựng được trong ngôi nhà ma ám, cô ấy quyết định dồn nén tập trung tất cả các dây thần kinh để thức qua đêm chống chọi với bất kỳ thực thể linh hồn nào đang quấy nhiễu trong ngôi nhà đó. Ban đầu, cô ấy rất cố gắng bình tĩnh, nhưng chỉ sau 3 giờ sáng thì mọi thứ trở lên ớn lạnh đến tận tâm trí run rẩy của cô. Right, I'm gonna go open this door now. And you see some shadows. That is me, putting my phone in my other arm. Right. Ha! Cha! What? God! Sounds like there's something in that bedroom. Sometimes it opens the door for you. Emma, if you're in there, can you open my door, please? That's the attic.
That almost took up a stair. Come on, Callie, you've been here 1,000 f***ing times. Come on. I'm going to go into Philip's bedroom now. Right, I'm coming back to the stairs. I don't... F***ing hell. Oh, God. Oh, Mum. I want to go down. Emma, I'm sorry for shouting, sweet. Will you open the door for me, please? I have just seen something. Right, that's it, I'm off down, I can't take no more. Khi ra ngoài, cô ấy gọi ma hãy mở cửa phòng ngủ cho cô ấy. Thì nghe tiếng động, cô ấy quay sang cánh cửa phòng ngủ bên cạnh vừa mở thì nó trông giống như một hình bóng nhợt nhạt xuất hiện ở ngay cửa đang phản chiếu lại ánh sáng rồi biến mất vào bên trong. Bạn nghĩ đây có phải là bóng ma đang ám ảnh trong ngôi nhà đó không? Linh hồn cô gái trẻ trở về báo thù 3 giờ sáng. Những người dân đã cáo buộc rằng ngôi nhà bỏ hoang bị nguyền rủa bởi chính người vợ đã qua đời. Cô ấy vẫn còn lang thang, lưu luyến trong ngôi nhà. Những đêm trăng sáng, một số người đi qua còn trông thấy giống như cái bóng của cô ấy thướt tha bay vào trong ngôi nhà. Một người đàn ông quyết định đi đến ngôi nhà vào ban đêm để hy vọng có thể gặp được cô gái đã mất. Đúng 3 giờ sáng, anh ta bước vào ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn. Có vẻ như người dân ở đó đã tôn trọng linh hồn của cô gái mà không ai lấy đi thứ gì trong ngôi nhà. Những đồ nội thất cổ xưa vẫn còn nguyên vẹn. Nghe thấy tiếng động, anh ta phải bật dậy ngay, nhìn khắp xung quanh không thấy gì. Anh ta bắt đầu quay sang chế giễu cô ấy, muốn chiếm lấy ngôi nhà để sống và đuổi cô ấy đi để kích động linh hồn của cô ấy hiện ra. Và đó là khi mọi thứ trở lên thực sự báo động. ¿Y qué le iba? Voy a rentar esta casa, me gusta para vivir aquí. Quiero vivir aquí. Y cuando viva aquí, la voy a tirar. Señora, no manches, no aguanto. ¿Quién vive? Thì nghe thấy tiếng guốc đi trong phòng bên cạnh,
Anh ta gọi cô ấy thì bất ngờ cả hai cái ngăn kéo tủ tự mở rất mạnh. Anh ta lao đến, nhìn trong phòng đó không thấy có gì, rồi mở cánh tủ ra nghe thấy cái gì trong phòng tắm. Anh ta vội vàng chạy tới rồi nhanh chóng quay ra thì một cái tủ gỗ khác ở cửa phòng tắm bị đẩy vào người anh ta, đè lên anh ta, loay hoay xoay sở một hồi mới thoát ra được khỏi cái tủ, chạy nhanh ra ngoài đường. Mãi anh ta mới tìm được một người để giúp anh ta khiêng cái tủ đứng dậy. Ey, güey. No estás escuchando, güey. Tú no estás escuchando. ¿No escuchas eso tú? Di la verdad, güey. Si no lo escuchas, no pasa nada, güey. Es que escuché algo, pa. En el baño, güey. ¿Entraste al baño? Sí. Güey, ya, güey. Güey, me estoy, no sé, güey, me quiero. ¿Quieres el baño? Todo, güey. Bạn nghĩ có phải linh hồn của cô gái đã mất không muốn cho anh ta ở trong ngôi nhà đó không? Cô gái bị ma trêu trong bếp. Một cô gái yêu thương những con chó và con mèo dễ thương, nhưng vào một đêm, con mèo của cô ấy đột nhiên đang hành động rất lạ. Vì vậy, khi cô ấy ghi lại hành vi kỳ quặc của con mèo, nhưng khi cô ấy làm sáng cảnh quay, thì cô ấy bị sốc đến tận cốt nói. Sasuke, what are you looking at? Oh my god. Một hình bóng đáng sợ được nhìn thấy khi đi qua khu vực bếp ở phía sau con mèo. Cô ấy hoàn toàn đang ở nhà một mình với con mèo của cô ấy và không biết cái hình bóng đáng ngại đen tối đó có thể là ai hoặc cái gì. Bạn đang nghĩ đây có phải là ma? Đi gặp quỷ đúng 3 giờ sáng. Những ngày gần đây, một số người dân đã báo cáo họ nghe thấy tiếng động và âm thanh quỷ quái phát ra từ trong một ngôi nhà bỏ hoang. Nhưng không ai dám đến gần vì ngôi nhà bỏ hoang bị nguyền rủa. Họ nghi ngờ rằng có những con quỷ đang trú ngụ trong ngôi nhà và làm những chuyện mờ ám trong đêm. 3 giờ sáng, anh ta đi đến gần ngôi nhà, soi xét khắp xung quanh. Anh ta đã bắt đầu thấy một cánh cửa sổ tự đóng. Vào đến bên trong, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn trong ngôi nhà, nhưng không thấy gì. Anh ta đi vào các phòng ngủ, nghe thấy tiếng động, quay sang phòng khách, và đó là khi mọi thứ trở lên thực sự rất lạ. Một bóng người xuất hiện đang ẩn nấp sau một cái ghế, nhưng mái tóc bù xù với đôi mắt sáng và nó phát ra tiếng kêu. Anh ta luống cuống rồi bỏ chạy. Đó có thể là quỷ hay không? Dường như nó đang muốn tuyên bố lãnh thổ của mình. Bạn nghĩ rằng hình bóng đen tối di chuyển trong bếp đó có phải là ma? Và con gấu bông tự di chuyển, chiếc ghế tự di chuyển, quyển sách tự mở ra và hình bóng xuất hiện trong gương nhưng bên ngoài biến mất có phải là ma? Tôi rất mong nhận được những lời nhận xét của bạn ở trong phần bình luận. Hãy đăng ký, chia sẻ cùng với mọi người. Chân thành biết ơn bạn.